Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải bài tập 2.38 trang 69 sách giáo khoa Toán 6 tập 1 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức âm 314 trừ mở ngoặc 75 cộng x nếu a nhỏ x bằng 25 và b nhỏ x bằng âm 313. Để làm bài toán này thì phương pháp làm là chúng ta chỉ cần thay giá trị của x vào vị trí có chữ x thôi, đúng không ạ? Chỗ nào có chữ x thì chúng ta sẽ thay giá trị tương ứng. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng trình bày lời giải chi tiết cho bài tập này. Đầu tiên là với ý A, với x bằng 25, ta có, chúng ta sẽ viết lại biểu thức âm 314 trừ 75 cộng x sẽ bằng âm 314 trừ 75 cộng, chỗ nào có chữ x thì chúng ta sẽ thay bằng 25, là thay bằng cộng 25, đúng chưa ạ? Và đây cô sẽ thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 75 cộng với 25 là bằng 100 rồi. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện theo quy tắc trừ hai số nguyên, đúng không? Và các em sẽ được kết quả là bằng âm 414. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm ý B. Với x bằng âm 313, ta có, rồi cô sẽ viết lại biểu thức ban đầu là âm 314 trừ 75 cộng x sẽ bằng âm 314 trừ 75, chỗ này cô sẽ đổ thành ngoặc vuông, cộng với âm 313. Và đến đây bằng. Rồi, với bài toán này thì các em có thể thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, hoặc các em có thể vận dụng theo quy tắc dấu ngoặc để chúng ta sẽ bỏ ngoặc vuông và chúng ta tính toán một cách thuận tiện. Thì ở bài tập này, thay vì sử dụng quy tắc thứ tự thực hiện phép tính, thực hiện trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau, thì cô sẽ sử dụng quy tắc dấu ngoặc để tính toán giá trị của biểu thức này. Thì đầu tiên cô có âm 314, cô giữ nguyên này. Đằng trước dấu ngoặc vuông là dấu trừ, nên khi bỏ ngoặc dấu của các số hạng bên trong phải đổi. Vậy là sẽ thành trừ 75 này. Và cuối cùng là trừ âm 313, đúng không ạ? Rồi đến đây thì cô sẽ nhóm hai số này vào với nhau này. Cô sẽ đảo vị trí này. Âm 314 trừ âm 313 và cuối cùng là trừ 75. Đấy, khi chúng ta đổi chỗ các số hạng, chúng ta nhớ đem theo dấu của chúng. Và đến đây thì cô sẽ nhóm hai số này vào với nhau. Cô sẽ tính được âm 314 trừ âm 313 thì sẽ bằng âm 1, đúng chưa? Trừ 75. Và các em sẽ tính ra được trừ hai số nguyên rồi, cô được là bằng âm 76. Rồi như vậy là cô và các em vừa trình bày xong lời giải cho bài tập 3.28. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.